Loại quả ngọt mát, chứa không calo, bổ xương, hạ đường huyết nhạy như insulin tự nhiên, chợ Việt đang vào mùa, giá rất rẻ. Loại quả này nghe tên đã thấy mát ruột, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưa chuột là một loại quả quen thuộc đối với người Việt. Dưa chuột có vị ngọt nhẹ, giòn, mát và rất mọng nước. Dưa chuột có lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Một quả dưa chuột khoảng 300g 45 calo, 11g tinh bột, 2g chất đạm, 2g chất xơ. 14% nhu cầu của cơ thể người mỗi ngày vitamin C, 82% vitamin K, 10% magie, 13% kali, 12% mangan. Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, dưa chuột còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe cả bên trong và bên ngoài đối với cơ thể. 1. Hỗ trợ giảm cân. Dưa chuột là loại quả mọng nước, giàu dinh dưỡng nhưng hàm lượng calo thấp gần như bằng không. Vì thế, đây là loại rau củ rất thích hợp cho người giảm cân, để sử dụng làm lớp phủ ít calo cho nhiều món ăn. 2. Cung cấp chất chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư. Dưa chuột rất giàu chất chống oxy hóa. Đây là loại hợp chất có tác dụng phòng ngừa và làm chậm tình trạng tổn thương tế bào do các gốc tự do. Các tổn thương này có thể dẫn đến các tình trạng bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh Alzheimer, thoái hóa điểm vàng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có thể đảo ngược hoặc ngăn chặn các ảnh hưởng của stress oxy hóa. Bên cạnh các chất chống oxy hóa, dưa chuột còn có các hợp chất cứu các zerbitin và nhóm chất dinh dưỡng lignin, có thể bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Một nghiên cứu trên tạp chí nghiên cứu ung thư chỉ ra rằng chất flavonoid fisetin có trong dưa chuột có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Và đó cũng lý do bạn nên ăn các loại trái cây và rau quả có nhiều chất chống oxy hóa, trong đó có dưa chuột để bổ sung dinh dưỡng và ngăn ngừa bệnh tật. 3. Hỗ trợ điều trị tiểu đường. Là loại rau quả chứa rất ít carbon hydrat, chỉ số di thấp, dưa chuột là thực phẩm rất thích hợp cho những bệnh nhân tiểu đường. Dưa chuột chứa các chất ức chế phân hủy carbon hydrat thành đường đơn. Vì vậy, dưa chuột có thể ngăn việc đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Trong dưa chuột chứa tới 95% thành phần là nước nên cung cấp độ ẩm cho cơ thể rất hiệu quả, giúp làm mát và giải độc hiệu quả. Ngoài ra, dưa chuột cũng chứa một loại hormone kích thích tuyến tụy sản xuất insulin, giúp điều hòa đường huyết hiệu quả cho cơ thể. 4. Có lợi cho sức khỏe tim mạch. Dưa chuột chứa hàm lượng kali cao và natri thấp giúp kiểm soát huyết áp ở mức ổn định. Bởi vì lượng natri cao trong máu rất dễ dẫn đến tình trạng huyết áp cao. Chất xơ trong dưa chuột còn có tác dụng giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa như cứu các zerbitin trong dưa còn giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ hệ tim mạch khỏi các bệnh lý nguy hiểm, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí là tử vong. Vì thế, việc thường xuyên ăn hoặc uống nước ép dưa chuột mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch và cả sức khỏe toàn diện. 5. Cải thiện làn da. Quả dưa chuột có đến 90% thành phần là nước, còn lại là rất nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe làn da như vitamin C, A, nhóm B, kali, magie. Chính vì vậy, dưa chuột có nhiều công dụng trong làm đẹp như cải thiện sức sống và trẻ hóa làn da, làm dịu các vết cháy nắng, thu nhỏ lỗ chân lông và giảm quầng thâm mắt hiệu quả. Ngoài ăn dưa chuột với rất nhiều công thức chế biến, chị em còn có thể dùng dưa chuột đắp trực tiếp lên da hoặc kết hợp cùng các nguyên liệu khác như mật ong, nha đam, giấm táo, để chăm sóc da, giúp dưỡng da ẩm, trắng rạng ngời. 6. Tốt cho xương. Dưa chuột là loại quả rất giàu vitamin K. Cứ 300g dưa chuột cả vỏ có khoảng 19% giá trị vitamin K được khuyến nghị hàng ngày cho cơ thể. Vai trò của vitamin K trong cơ thể là tham gia quá trình hình thành các protein cần thiết để tạo xương và mô khỏe mạnh, giúp đông máu. Vì thế, sử dụng dưa chuột là biện pháp giúp bổ sung loại vitamin này cho cơ thể. Cà phê pha cùng một gia vị sẽ thành thuốc bổ thượng hạng, hạ đường huyết, đánh bay mỡ máu, chống ung thư tự nhiên. Chỉ cần bổ sung một nguyên liệu đơn giản cũng giúp cốc cà phê bổ dưỡng hơn, còn hỗ trợ giảm cân giảm mỡ hiệu quả. Cà phê là thức uống phổ biến và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nhiều người vẫn thường uống cùng đường, sữa để tạo hương vị thơm ngon, dễ uống. Tuy nhiên, nếu cà phê pha với quá nhiều chất tạo ngọt sẽ khiến đường huyết tăng vọt, tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường trên thực tế. Ngoài việc uống cà phê đen nguyên chất, bạn có thể sử dụng một vài nguyên liệu khác như bột quế để ly cà phê vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon hơn. Cà phê quế nổi bật với vị cay và thơm nồng của quế kết hợp cùng vị đắng đặc trưng của cà phê tạo nên loại đồ uống được ưa chuộng trong mùa đông. Cà phê quế còn đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ. Hỗ trợ giảm cân quế cũng được biết đến là một chất đốt cháy chất béo tự nhiên, tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy calo dư thừa, từ đó giảm mỡ đáng kể. Quế cũng có thể thay thế đường để tạo vị ngọt nhẹ trong cà phê, giảm lượng đường nạp vào cơ thể, làm giảm cảm giác thèm ăn. Cà phê đen được chứng minh giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tăng cường khả năng hoạt động thể chất và sức bền.
Nghiên cứu kéo dài 24 tuần của trường y Harvard chỉ ra 4 tách cà phê đen mỗi ngày có tác dụng giảm trung bình 4% mỡ. Vậy nên cà phê quế có khả năng thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả hơn kiểm soát lượng đường trong máu theo Healthline. Quế nổi tiếng với đặc tính hạ đường huyết, làm chậm quá trình hấp thụ glucose của cơ thể. Một nghiên cứu trên bệnh nhân tiểu đường loại 2 cho thấy sau khi dùng nửa thìa bột quế mỗi ngày trong 40 ngày liên tục, lượng đường trong máu của những người này giảm 18-29%, triglycerides giảm 23-30% và cholesterol xấu giảm 7-27%. Tác dụng làm giảm lượng đường trong máu của quế được phát huy khi sử dụng với liều lượng 1-5g, tương đương 0,5-2 thìa cà phê mỗi ngày. Uống cà phê cùng quế thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Giàu chất chống oxy hóa, ngừa ung thư quế và cà phê đều giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Rắc quế vào cốc cà phê sẽ giúp nhân đôi liều lượng chống oxy hóa, ngăn ngừa một số bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và bệnh tim. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các nghiên cứu gần đây cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư đầu và cổ, đại trực tràng, ung thư vú và ung thư gan. Trong khi đó, một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Arizona, Mỹ cho thấy rằng cinnamaleic trong quế ức chế sự di căn ung thư đại trực tràng nhờ ức chế phản ứng viêm vốn làm tế bào ung thư phát triển bổ tim. Hạ mỡ máu, nhiều nghiên cứu đã chứng minh uống cà phê có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và suy tim. Theo một đánh giá được đăng tải trên Thư viện Y tế Quốc gia Mỹ, bổ sung ít nhất 1,5 gram hoặc thìa cà phê quế mỗi ngày có thể làm giảm mức chất béo trung tính. Cholesterol toàn phần, cholesterol có hại ở những người mắc bệnh chuyển hóa. Một đánh giá khác dựa trên 13 nghiên cứu cho thấy tác dụng tương tự của quế trên người bình thường. Giảm các nguy cơ mắc bệnh tim, giảm huyết áp khi sử dụng liên tục trong 8 tuần ngoài các tác dụng nổi bật kể trên. Cà phê quế còn có chống viêm cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung cho trí não và cải thiện tiêu hóa. Theo Huffington Post, một chút quế trong ly cà phê sẽ là nguồn năng lượng tuyệt vời cho ngày dài hoạt động năng suất. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là chỉ nên uống cà phê quế với một lượng vừa phải vì tiêu thụ quá nhiều cà phê in sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây mất ngủ và tình trạng lo lắng, bồn chồn. Không nên dùng quá 5 gram quế trên ngày, đặc biệt là những người có vấn đề về gan. Người uống thuốc trị bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung cà phê quế vào chế độ ăn uống hàng ngày theo Healthline, Wellwood. Mướp đắng ngon, bổ nhưng lại đại kỵ với 4 nhóm người sau. Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Mướp đắng không chỉ là món ăn có hương vị hấp dẫn mà còn rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được mướp đắng. Dưới đây là những tác dụng của mướp đắng cũng như những người không nên ăn mướp đắng. Tác dụng của mướp đắng với sức khỏe. Mướp đắng, khổ qua là loại quả ăn được có vị đắng. Trong thành phần của loại thực phẩm này có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như các loại vitamin C, B1, B12, canxi, kali, sắt, kẽm, chất xơ, protein, chất béo, beta-caroten. Có thể kể đến các tác dụng cho sức khỏe của người sử dụng đến từ loại thực phẩm này như sau. Hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường type 2. Đây là loại thực phẩm làm giảm lượng đường trong máu qua việc làm tăng quá trình chuyển hóa glucose. Loại thực phẩm này tác dụng hỗ trợ điều trị cho người bệnh mắc tiểu đường type 2. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng bất cứ loại thuốc nào ảnh hưởng tới lượng đường trong máu, bạn nên thận trọng về việc muốn sử dụng khổ qua. Điều này là để tránh trường hợp làm giảm lượng đường trong máu quá mức, giảm cholesterol trong máu. Sử dụng khổ qua cũng có tác dụng trong việc giúp làm giảm cholesterol trong máu, từ đó hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, hạn chế một cách đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tăng cường hệ miễn dịch. Tiêu thụ khổ qua sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa bệnh tật và nhiễm khuẩn, từ đó giúp phòng ngừa cảm lạnh, hạn chế khả năng bị dị ứng thực phẩm. Cùng với đó, giảm thiểu nguy cơ mắc chứng khó tiêu hay chứng trào ngược dạ dày thực quản, giảm tình trạng táo bón. Trong thành phần của khổ qua có chứa chất xơ giúp kích thích nhuận tràng. Do vậy, việc tiêu thụ loại thực phẩm này có thể giúp cơ thể dễ dàng đi đại tiện hơn, giảm thiểu tình trạng táo bón. Một số tác dụng khác. Bên cạnh những tác dụng đã được kể đến, khổ qua còn là một loại thực phẩm có tác dụng tốt cho người bị viêm gan. Xơ gan giúp tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, góp phần cải thiện thị lực, giúp thanh nhiệt, giải độc. Những người không nên ăn mướp đắng. Mướp đắng tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn lời lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội cho biết, bốn nhóm người sau đây không nên ăn mướp đắng. Người huyết áp thấp. Theo vị lương y, trong quả mướp đắng chứa chất chetin, polypeptide P và vicini có khả năng làm hạ đường huyết, dẫn đến tụt huyết áp, nên những người có tiền sử huyết áp thấp không nên sử dụng mướp đắng. Người có vấn đề về hệ tiêu hóa. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, nếu lạm dụng,
ăn quá nhiều mức đắng có thể ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa, gây tiêu chảy, ảnh hưởng đến dạ dày. Lương y khuyên những người đang mắc bệnh tiêu hóa không nên ăn nhiều mướp đắng, nếu có thể kiêng thì càng tốt. Phụ nữ mang thai và cho con bú. Lương y sáng cho biết mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và dẫn đến sảy thai. Ngoài ra, phụ nữ mang thai ăn nhiều mướp đắng có thể gây kích thích tử cung và dẫn đến sinh non. Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ. Người mới phẫu thuật. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho rằng, việc ăn mướp đắng ngay khi mới phẫu thuật sẽ gây cản trở quá trình kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Tốt nhất người bệnh nên ngừng ăn mướp đắng trong ít nhất 2 tuần trước và sau phẫu thuật. Những điều cần lưu ý khi ăn mướp đắng. Khi ăn mướp đắng bạn cần lưu ý những điều dưới đây để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiêu thụ với một lượng vừa phải, không nên lạm dụng. Không kết hợp sử dụng khổ qua với tôm hoặc ăn cùng lúc với sườn heo chiên hay măng cụt. Tránh uống trà xanh sau khi ăn khổ qua vì có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày. Thay vào đó, nên đợi một vài tiếng sau khi ăn xong rồi mới uống. Không nên ăn khổ qua khi bụng đói. Trên đây là những người được khuyến cáo không nên ăn mướp đắng. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa mướp đắng nhé. Một thứ bỏ đi đầy ở chợ nhưng là insulin tự nhiên hạ đường huyết hiệu quả, vừa dưỡng thận đẹp da cực hiệu quả. Nhiều người Việt chưa biết tận dụng hiệu quả loại thực phẩm quen thuộc, dễ kiếm này. Ngày nay, do ngày càng nhiều người không chú ý đến thói quen ăn uống, lối sống nên ngày càng có nhiều người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Khi mắc bệnh tiểu đường, người đó cần insulin để duy trì sự cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể. Trên thực tế, ngoài việc điều trị bằng thuốc, chúng ta còn có thể làm giảm lượng đường trong máu cao trong chế độ ăn uống hàng ngày. Gọi là insulin tự nhiên, uống hòa với nước có thể ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngô là món ăn phổ biến với nhiều người, nhưng hầu hết mọi người thường bỏ dâu ngô khi sơ chế. Theo đông y, dâu ngô và ruột bắc trong thân cây ngô có vị ngọt và tính bình, tác động vào hai kinh thận và bàng quang. Dâu ngô được dùng làm thuốc trong điều trị nhiều bệnh đường tiết niệu, đái vàng rát buốt, bí tiểu, viêm đường tiết niệu, tiểu ra máu, xuất huyết nội tạng, sạn trong gan, mật, thận, sỏi niệu quản, bàng quang, phù thủng. Trong dâu ngô có chứa phong phú các loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin K, vitamin nhóm B, B1, B2, B6, pyridoxin, vitamin C, vitamin PP, các flavonoid, inositol, acid pantothenic, các saponin, các steroid như sitosto và stigmatozo, dầu béo, các chất đắng, vết tinh dầu và các chất vi lượng khác. Dầu ngô cũng có tác dụng như insulin tự nhiên có thể làm giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa tổn thương cơ thể do lượng đường trong máu cao, từ đó làm giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng. Vì vậy, nếu bạn có lượng đường trong máu cao, bạn cũng có thể uống nước dầu ngô để hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu. Công dụng của dầu ngô đối với sức khỏe. Ngoài ra, nước dâu ngô còn có nhiều công dụng hữu hiệu đối với sức khỏe con người. Làm tăng bài tiết mật và giảm độ nhớt của mật, tạo điều kiện dẫn mật vào ruột được dễ dàng. Uống nước dâu ngô hàng ngày có tác dụng rất hiệu quả đối với người bị ứ mật và sỏi túi mật, hỗ trợ cải thiện các bệnh về tim mạch, có lợi cho thận, giúp lợi tiểu, hỗ trợ điều trị lâu dài cho người bị bệnh sỏi thận hay sỏi bàng quang và sỏi niệu quản. Nó sẽ làm tan các loại sỏi tạo thành do du rát, phót phát, carbonate. Nước luộc dâu ngô có tác dụng cầm máu trong trường hợp xuất huyết tử cung, nhất là những người dễ chảy máu. Cách nấu trà dâu ngô là một bài thuốc cực tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày nên sử dụng 30-60g dâu khô hoặc 100-200g dâu tươi để nấu nước uống. Cách nấu trà dâu ngô đơn giản nhất là đun nước thật sôi, sau đó bỏ vào ấm một ít dâu ngô tươi hoặc khô. Sau đó, đậy nắp và đun sôi trong vòng vài phút, đến khi nước chuyển sang màu nâu, bốc ra mùi thơm dâu ngô thì tắt bếp. Nước dâu ngô đun sôi có thể để nguội uống dần trong ngày. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp dâu ngô với các loại thảo mộc khác như mía, hạt kỳ tử, hoa cúc, cam thảo để hãm nước sôi, uống thay nước trà. Bạn cần lưu ý lựa chọn loại dâu ngô sạch, tươi bởi vì dâu ngô rất dễ bị nhiễm thuốc trừ sâu trong quá trình trồng trọt. Khi chọn mua cần lựa các loại dâu ngô sợi to, bóng, mượt và có màu nâu nhung. Dâu ngô có thể sơ chế sạch sẽ, phơi khô để bảo quản được lâu hơn. 4 loại bột là thuốc chống lão hóa, nên để sẵn trong bếp để sử dụng. Ngay trong bếp của mỗi gia đình, có những thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe và làm chậm lão hóa, nhất là 4 loại bột sau. 1. Bột đậu nành. Đối với đậu nành thì cách chế biến thường thấy nhất là làm thành sữa uống, tàu phớ, đậu phụ. Nhưng vẫn còn một cách để tiêu thụ đậu nành vừa ngon, vừa bổ dưỡng khác. Đó chính là sử dụng bột đậu nành. Chúng khá mới lạ với nhiều người, nhưng ở một số quốc gia, loại bột này đang dần trở thành truyền thống trong ẩm thực. Theo Jan Tidley, phó giáo sư tại Đại học Công nghệ Texas, Mỹ, hạt đậu nành luôn là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng chứa nhiều dưỡng chất mà cơ thể cần như vitamin A, B, C, D và các khoáng chất như kẽm, sắt, magie, protein.
chỉ là những hạt đậu nhỏ nhưng lại chứa vô vàn lợi ích. Với phụ nữ nói riêng, loại bột này có rất nhiều công dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Isoflavone của bột đậu nành đóng vai trò tương tự như hormone nữ estrogen. Khi đi vào cơ thể sẽ giúp ổn định khí huyết, ngăn ngừa rối loạn kinh nguyệt, giúp mỡ thừa tiêu bớt mà không bị tích lại tại bụng. Một trong những tác dụng tuyệt vời của bột đậu nành là cải thiện làn da, giảm bớt các dấu hiệu lão hóa. Tất cả là nhờ hàm lượng axit béo omega 3 và omega 6 trong bột đậu nành khá cao, có khả năng ức chế tác động từ quá trình oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi những ảnh hưởng xấu do tuổi tác. 2. Bột matcha. Cũng giống như trà xanh, matcha có xuất xứ từ cây Kirmiliocinensis nhưng lại được xử lý theo hình thức khác. Khi thu hoạch lá trà, người ta sẽ loại bỏ cuống và gân lá, phần còn lại được đem đi sấy nhanh, xay nhuyễn thành thứ bột mịn mà ta gọi là matcha. Bột matcha rất giàu catechin, một loại hợp chất thực vật trong trà hoạt động như chất chống oxy hóa tự nhiên. Chất chống oxy hóa giúp ổn định các gốc tự do, là những hợp chất có thể gây hại cho tế bào và gây bệnh mãn tính. Nó giúp phòng ngừa ung thư, làm chậm lão hóa, bảo vệ gan, tăng cường chức năng não. Khi chúng ta thêm bột matcha vào nước nóng để pha trà, trà chứa tất cả các chất dinh dưỡng từ toàn bộ lá. Nó sẽ có xu hướng có nhiều catechin và chất chống oxy hóa hơn là chỉ đơn giản ngâm lá trà xanh trong nước. Thực tế, theo ước tính, số lượng catechin trong matcha cao gấp 137 lần so với các loại trà xanh khác. Cũng như trà xanh, matcha có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp tạo ra nhiều năng lượng và tăng cường đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu cho thấy uống trà xanh hoặc matcha sau khi vận động có thể giúp hiệu quả giảm béo tăng 17%. Vậy nên hãy uống bột matcha hàng ngày để nâng cao sức khỏe. 3. Bột nghệ. Tinh bột nghệ hiện nay đang trở nên khá phổ biến và hữu dụng trong đời sống. Nguyên liệu này được sử dụng nhiều trong việc hỗ trợ chữa bệnh đau dạ dày, đau nhức xương khớp, điều trị ung thư. Phụ nữ sau khi sinh uống cũng giúp tăng cường sức khỏe, vóc dáng mau hồi phục. Bên cạnh đó, hợp chất curcumin có trong tinh bột nghệ là chất chống oxy hóa cực mạnh, phá hủy các gốc tự do. Nguyên nhân là biến đổi DNA có trong cơ thể gây bệnh ung thư. Theo như nghiên cứu, thành phần trong tinh bột nghệ giúp bảo vệ và chống lại những khối u do bức xạ gây nên. Bệnh tiểu đường xuất hiện phổ biến chủ yếu là do sự rối loạn chuyển hóa đường do tuyến tụy không tự sản sinh được lượng insulin đáp ứng cho cơ thể. Tinh bột nghệ giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm các biến chứng khác do bệnh tiểu đường gây ra. Thêm vào đó, tinh bột nghệ có tác dụng thanh lọc, giải độc và tăng cường chức năng gan hiệu quả. Khi dùng, tinh bột nghệ sẽ giúp bạn đào thải các chất độc hại tích tụ ra khỏi cơ thể, thanh lọc máu do tác động của môi trường hay ăn uống gây ra. Hãy dùng loại bột này hàng ngày để đào thải độc tố hiệu quả hơn. 4. Bột cacao. Theo Christian II, giáo sư y học tim mạch từ Đại học Surrey, Anh, flavonoid trong cacao rất quan trọng đối với hệ tim mạch, đặc biệt là với chức năng của mạch máu và huyết áp. Cacao được biết đến với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Vì vậy, việc dùng bột cacao là một phương pháp để điều trị cao huyết áp nhẹ, giúp cải thiện lưu thông máu hiệu quả. Đặc biệt hơn, bột cacao nguyên chất chứa hơn 700 hợp chất và các chất chống oxy hóa. Khả năng chống oxy hóa của cacao nhờ vào polyphenol, một trong những chất chống oxy hóa tuyệt vời nhất. Đối với phụ nữ vượt qua tuổi 30, cacao sẽ giúp khôi phục độ đàn hồi của da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và tạo nên làn da mềm mại, căng tràn sức sống. Ngoài ra, bột cacao còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh đau tim và đột quỵ nhờ vào khả năng cải thiện lưu thông máu từ flavonoid. Cacao không chỉ có khả năng chống cô đặc máu, giảm kháng insulin và giảm viêm mà còn mang lại nhiều lợi ích khác nhau, góp phần vào việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, suy tim, đột quỵ. Trong cacao có chứa theobromin, một hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, có mối quan hệ chặt chẽ với caffeine. Nhờ vậy mà bột cacao có tác dụng trong việc giảm năng lượng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Khi mua bột cacao, hãy chọn loại nguyên chất nhất và ít đường để mang lại lợi ích tối đa. Theo Ethos Healthline,